Chào các bạn. Các bạn đang xem mình đang ở một cái ao, và cái ao này hôm nay mình sẽ cho các bạn xem về cái trứng của cái con ếch ấy. Đấy, trứng của ếch đồng. Đây các bạn xem này. Đấy các bạn thấy ạ. Đây cái vúng của trứng của ếch ấy. Đây này. Thấy ạ. Đấy. Đây là trứng của con ếch các bạn ạ. Đấy. Trứng như này này. Đấy, các bạn thấy giống không ạ? Đây này, đây là có một cái vúng trứng nữa. Đấy nhìn này. Đó, mình quay gần cho các bạn xem này. Các bạn thấy chưa? Đó, xem này, rất gần rồi ạ, các bạn xem rõ không ạ? Đó. Đây này. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Đây có rất là nhiều. Đấy, ok các bạn. Sẽ hẹn gặp lại với các bạn ở những video lần sau.